Xin chào mừng toàn thể các bạn đến với kênh của Minh Tú Audio. Wow, đây cả một loại chơi đơn quá là hay các bạn. Đánh cực kỳ sâu và mềm. Dòng này với thiết kế hai bát 25 và một chiếc neo. Đó. Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến kênh của Minh Vũ Audio. Và cho clip ngày buổi chiều ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2022. Em lại tiếp tục lên một bộ cấu hình karaoke với mức giá chỉ có 18 triệu 500 nghìn. Đó, 18 triệu 500 nghìn mà toàn bộ đều là hàng bãi xịn đó nhá. Và cũng xin thông báo luôn là cái mức giá này là em sẽ bao ship các bác. Đó, quá là ngon luôn nha các bác nhá. Bao ship cả loa, cả đẩy, cả vang. Loa thì em sẽ quay lại một chút. Dòng loa này thì mình cũng có giới thiệu các bác rất là nhiều rồi. Đẹp từ trong ra ngoài. Thiết kế 2 bát 25. Model con này là OK 6210. Một dòng loa DK thương hiệu của Anh Quốc. Hàng xịn các bác nhá, hàng xịn. Đấy, các bác đi mua loa, mua đẩy, mua vang, các bác cứ chơi hàng bãi xịn cho em, cứ bãi xịn chơi, đừng mua mấy cái con hàng hàng mới hàng đặt, nhất là những cái dòng gọi là loa cũng như vang đẩy. Các bác về dùng được vài bữa ủa nó chán lắm, mà cái lúc mình muốn nâng cấp, mình muốn bán lại ấy, thì người ta cũng không muốn mua cơ, mà chỉ có cho đi thôi. Và chất âm thì nó không thể bằng những hàng bãi xịn được. Đấy, các bác lưu ý nhá, nên cứ hàng xịn mà chơi. Con này với công suất của nó là 350W. Đó. Trở kháng là 4 ohm, độ nhạy 126 decibel, độ nhạy rất là cao nhé. Công suất cực đại của nó có thể lên đến 1.300 đến 1.400 một quả các bác nhé. Đấy, trung bình khởi điểm của nó là 350W một quả. Các bác mua bên loa bên Minh Vũ thì yên tâm tuyệt đối rồi. Em đã bán rất là nhiều dòng loa bãi về chất lượng thì các bác yên tâm. Đó. Khi mà ghép cùng với này đẩy DK nữa thì các bác là như cậu mợ. Con đẩy là con DK máy LA600. Dòng máy này thì mình cũng có giới thiệu rất nhiều rồi. Mức giá thì 5 triệu. Một vang số Siso. Anh em xin lỗi nhá. Vang số Cafan DSP800. Con này thì nó không thua kém gì dòng Siso T3 đâu. Cũng đều là chạy chip 21375 của Mỹ. Đó. Eco dị vật thì rất là ngọt nhá. Nó chỉ thua cái là không có cổng quang thôi. Mic Bayer đây. Mic Bayer giá cá nhá. Model là BSK 890. Đẹp xuất sắc luôn, cầm cái mic đã thấy sướng rồi. Mic để hát rất sướng nhá, tiếng cực kỳ dày dặn. Anh em đi làm show chậu mà chơi loại này thì khỏi phải nghĩ luôn. 18 triệu 500 nghìn. Đấy, được một bộ ngon như này, tội gì các bác cứ mua mấy con mấy bộ mấy hàng mới, mấy con hàng mà hàng đặt về làm cái gì, chơi có ra cái gì đâu. Nghe chán lắm, được vài bữa những cái chiếc áp vặn nó xe nó xẹt loa thế. Nghe được vài bữa thì bay từ xong là côn với nhện thì nhão như nhào ấy. Đấy, hát thử đoạn nhé. Em alo tiếng mic nhỉ. Bao ship luôn, quá ngon các bạn. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Alo mà rung hết cả nhà này. Mic em để rất là to nhá. Đặc biệt dòng vang số này thì cái chống hú nó rất là tốt và cực kỳ là đẹp. Các bác khi mà chơi một bộ như này ấy, chỉ cần đẩy này, vang, mic ngon, loa ngon là ok rồi. Không cần phải ghép thêm mấy con lưng tiếng làm gì cho nó tốn tiền ra. Đấy, nếu các bác có muốn chơi gọi là hay hơn nữa để mình tùy chỉnh theo cái sở thích của mình thì các bác nên lựa chọn một con nọc Equalizer hàng chất lượng một tí. Thì khi ghép vào bộ ấy, chúng ta có thể kết hợp mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn nâng tiếng thì nó các bác chỉ ghép những đồ cỏ thôi, những dòng văng cơ thôi. Nào.
xưa hôn em một lần rồi đau thương tràn lâm, anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp, đến anh yêu sai cả lời. Combo cả bộ với mức giá 18.500.000. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho mình Vũ qua hai số máy 0976658815 và 0925886889, địa chỉ tại khu phố Ngái, phường Cộng Hòa, sau đó chính là Hải Dương. Đó. Anh em nào ở khu vực miền Trung Bình Định thì có thể qua 136 đường Trần Phú, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định các bác nhé. Rất là nhiều những mặt hàng âm thanh, thiết bị karaoke. Đấy, mức giá thì nó thật các bác bao giá toàn quốc luôn. Ngoài mẫu vang cà phan ra bên Vũ còn rất là nhiều những dòng vang khác và mixer các bác nhé. Anh em nào thích chơi thể loại thì em sẽ ghép cho các bác. Bộ này thì đang test cho các khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Quá là ngon các bạn. Các bác cứ ở khu vực Việt Nam nhé. Các bạn ở trên núi em vẫn bao ship. Ở đâu em cũng bao ship các bác nhé. Miễn là ở khu vực Việt Nam. Còn bên nước ngoài thì chịu. Duy nhất chỉ một bộ cấu hình như này, mức giá rất là tốt, nên các bác có nhu cầu hãy sắm sửa sớm đi, không là chỉ vài ngày nữa thôi, gần Tết rồi. Tất cả những mặt hàng nó đều lên giá, thì lúc đấy anh em mua thì nó sẽ đắt mà hàng ngon thì nó cũng không còn nữa. Bây giờ bên Trung Quốc thì người ta đang phong tỏa dịch rất là căng thẳng, hàng bây giờ là chính thức là cũng bắt đầu khó về rồi các bác nhé.